Nè nè, ông thánh lừa lan băm gió nằm yên kia, ông nghe tôi nói đây này nha. Ông phải dừng ngay trò hèn chiêu bẩn của cái thằng đàn ông đi nha. Ông phải cải tà quy chánh để mà sám hối ăn năn. Pháp luật còn khoan hồng cho ông nha. Còn không á, thì ông hãy đợi đó, chờ ngày vô nhà đá ngồi chơi xơi nước nha. Thần y dối trá chuyên lừa bịp dân đen, hành nghề vô tâm rồi móc môi túi tiền người nghèo. Ác tâm tà gian làm cho điêu đứng biết bao nhiêu số phận đau lòng. Miệng thì tâm tu hành nghề lương y, chẳng mang đâu chi chi giúp dân không thua cách nào. Đứng sau cho đàn em ngày đêm bán phiêu, tiền thu không thiếu sao nhẫn tâm mỗi tiền người dân. Sao ông đành tâm nỡ đem lòng tham móc mồi tiền dân chi ác ôn. Tùng tinh thần y bề trên về cho, làm người dân luôn tin tưởng về ông. Bao nhiêu bệnh nhân chết quan vì ông, bởi ông làm ra qua xót xa. Gian manh là ông thần y lừa dân, tiền ông thu trả ngay cho người ta. Loại người gian trá cho mình là tâm tu, một đời hy sinh chỉ giúp dân chữa bệnh ngoặt nghèo. Nào ngờ đâu ông ta dâm trai gái lắm mù mồ cướp vợ người. Lòng người mưu sâu lừa bịp u mê, lòng ta dâm dê làm đáo điên biết bao số phận. Thấy ai giàu sang là ông lui tới, ngọt ngào mang ra ông phá tan gia đình người ta. Nè, gió nằm yên, bỏ cái tánh tà dâm chuyên môn đi mồi chài vợ người khác hay chưa? Gian manh là ông, vợ con thì tràn lan, mà phao tin ta đây vẫn còn riêng. Tôi xin từ đây hãy mau dừng ngay, chứ không người ta sẽ chửi cha ông. Bao nhiêu nghiệp quan từ ông mà ra, nghiệp ông mang chết đi không toàn thay. Thần
y dội tra, chuyên lừa bịp dân đen. Hành nghề vô tâm rồi móc môi túi tiền người nghèo. Ác tâm tà gian, làm chi điều đừng biết bao nhiêu số phận đau lòng. Miệng thì tu tâm, hành nghề lương y, chẳng mang đâu chi chi giúp dân không thù cắt nào. Đứng sau cho đàn em, ngày đêm bán phiếu, tiền thu không thiếu sao nhẫn tâm môi tiền người dân. Đứng sau cho đàn em, ngày đêm bán phiếu, tiền thu không thiếu sao nhẫn tâm môi tiền người dân. Nè, bỏ cái tánh đi mà tham lam đi, cứu dân độ người cái kiểu gì ông là cái ngày vô tù nghe chưa.